Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gà đây. Và hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách sinh tồn trong thế giới. Chúng ta có thể chế tạo được vật phẩm ngoài đời. Và những cái vật phẩm ngoài đời như là máy cưa này, máy khoan, súng. Đấy, mình có thể chế tạo được ở trong thế giới này. Nghe có vẻ thú vị đúng không? Rồi, ok, mình cùng các bạn bắt đầu sinh tồn và coi thử là mình có thể chế tạo được cái dụng cụ đó hay không. Thú vị vãi. Ủa, khoan, cái gì vậy? Hồi lần đầu tiên mà mình spam ở trong một cái hang luôn á mọi người. Cái hang này nó sâu vãi nồi luôn. Rồi, khá là nhiều đồng phía này. Bây giờ thì mình sẽ chặt cây, rồi chế tạo một cái bàn crafting thực tế. Để chế tạo được cái bàn crafting thực tế này thì mình cần phải có nhiều gỗ mọi người à. Trước hết là mình sẽ đi mai đá, làm dụng cụ đá cái đã. Mình chặt gỗ cho nó lẹ ha. Mình sẽ đi qua hướng này. Hướng này có hai cái cây bự nè. Đây, có một cái hang nhỏ ở đây thì mình sẽ xuống phía dưới mình đào một tí đá trước cái đã. Đặt cái crafting này ra và chế tạo một cây cúp gỗ. Rồi, mục tiêu trong thế giới này là mình sẽ chế tạo những cái món đồ thực tế đó. Chế tạo hết thì mình sẽ kết thúc. Nếu mà chết trong thế giới này thì video sẽ kết thúc sớm nha mọi người, nên là mình cần phải cẩn thận. Bây giờ thì mình chế tạo một cây rìu, rồi sau đó là một cây cúp bằng đá. Mình đập lại cái crafting. Mình đi qua bên kia mình chặt một tí gỗ nha mọi người. Đây, mình đã có đủ gỗ để mà chế tạo một cái bàn crafting kiểu ngoài đời. Rồi, mình sẽ chế tạo một cái bàn crafting khác. Và sau đó là mình sẽ bỏ gỗ xung quanh. Đó, nó sẽ ra được cái sách kiến thức này. Trời ơi, đây là cái bàn crafting thực tế nè mọi người. Ôi, đến từng chi tiết luôn. Các bạn nhìn cái ô nó kẽ nè. Đó, rất là nhiều ô ha. Còn đây là cái bàn crafting bình thường. Mình sẽ để cái bên cho mọi người xem sự khác biệt rõ rệt. Đây nha, ở bên đây thì có một cây búa đúng không? Đây, thực tế luôn. Bên đây thì cũng có búa nhưng mà Minecraft. Bên đây có máy cưa, còn bên đây thì có mấy cái tu vít. Rồi thêm đinh các kiểu, đó, bọc xung quanh này, nhìn nó cứng chắc ha. Ok, đây là cái bàn crafting thực tế nha, mình có thể lấy lại bằng cái gì? Bằng cúp. Ôi, vãi, mình cứ tưởng lấy lại bằng rìu chứ. Chắc là cái bàn crafting đó là bằng đá mọi người. Tính ra mình chế tạo từ gỗ mà lấy cúp đập ra, kinh thiệt. Ok, đầu tiên mình sẽ chế tạo máy cưa. Nhưng trước hết mình sẽ tiêu diệt mấy quỷ bò này lấy thịt cái đã. Xuống dưới hang mà không có đồ ăn là toàn ấy. Máy cưa thì mình làm từ sắt nha mọi người. Mình sẽ trở thành Chainsaw Man. Người cưa. Ok, mình sẽ đào sắt chỗ này. Rồi dưới này cũng có sắt luôn. Uầy. Rồi bây giờ mình sẽ đào tí đá ở đây để làm một cái lò nung. Rồi mình sẽ đặt cái crafting này ra. Không phải crafting kia nha mọi người. Crafting này để chế tạo đồ thôi. Các bạn hiểu crafting này không? Là để chế tạo mấy cái vũ khí thực tế thôi. Còn cái crafting bình thường là vẫn chế tạo đồ bình thường nha mọi người. Chứ không phải là chế tạo bình thường là các bạn đặt cái crafting này ra chế tạo luôn nha. Nó sẽ không có được đâu. Hiểu chưa mọi người? Và bây giờ thì mình sẽ đào thêm một tí than nữa. Nhiều đó than vẫn chưa đủ mọi người ạ. Còn khá là nhiều sắt ở dưới cái hang này. Các bạn thấy nè, phía này cũng có sắt, phía kia cũng có sắt. Đây, quá nhiều sắt luôn, phía này cũng có sắt. Ôi, xịn vãi. Cái hang này khá là rộng á mọi người. Ê, ê, nó cần phải có redstone mọi người à. Vãi chưa. Bây giờ thì mình sẽ chế tạo cúp và một cái kiếm. Còn lại thì chúng ta đi tìm thêm sắt và redstone mọi người ơi. Mình sẽ bỏ dụng cụ đá với gỗ đi. Mình sẽ làm một cái lò hun khói và đào thêm một tí đá nữa, chế tạo thêm một cái lò nung khác. Rồi, trước hết là mình nung thức ăn nha. Nung thức ăn để có thức ăn xuống phía dưới hang an toàn mọi người à. Xuống đó mà không có thức ăn thì toang 100% luôn. Đây, mình sẽ đi theo dòng nước và ủa nó tối. Cầm đuốc lên nè. Mình thấy ở đây có khá là nhiều đồng ấy, nhưng mà mình không có đào đồng. Mình chỉ cần redstone thôi. Mong là cái hang này nó sẽ dẫn xuống phía dưới tầng đá sâu. Chúng ta sẽ thấy được redstone ở dưới đó. Có thêm sắt ở đây nè mọi người. Ui, nó gần chỗ lava. Mình thấy sắt nó màu trắng mọi người. Mình nghĩ là mình sẽ đào hết sắt chỗ này luôn để làm giáp. Xuống phía dưới nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Nếu mà trong tập này mình không chế tạo hết vũ khí á, thì mình sẽ để tập sau mình chế tạo tiếp cho mọi người xem ha. Nếu mà mọi người ủng hộ. Kỳ vậy, đang nói chuyện không ạ? Tiếp tục mình sẽ đi xuống phía dưới. Ồ, mình thấy là cái hang nó hẹp dần rồi đó. Ui, redstone mọi người à. Mình thấy redstone rồi. May quá, có thể chế tạo được món vũ khí đầu tiên rồi, món vũ khí thực tế. Chết mày rồi, mấy con vĩ. Ê, có cả scare luôn rồi. Rồi xuống đó đi. Ui da, đào vậy. Không sao, mình đã có redstone. Ủa sao nó cao vậy? Ui, một cái hang cực kỳ sâu luôn á. Ê, có hang pha lê luôn kìa. Không biết là pha lê có chế tạo được cái gì hay không nữa. Để lát nữa mình kiểm tra mấy cái công thức nha. Ê, phía dưới kia có redstone kìa.
Ok, mình sẽ đứng trên này, mình chế tạo cho mọi người xem luôn nha. Mình sẽ đặt cái crafting thực tế này ra. Vật thí nghiệm đầu tiên đó là con zombie này. Mình sẽ test cái chainsaw vô nó. Đây nha, mình đã đủ sắt và mình sẽ bỏ vào đây thêm một redstone. Ê, vậy là kiếm này nó không chế tạo được mọi người à. Kiếm này nó bị hỏng một tí á, nó không có tính. Trời ơi. Rồi xong nha. Đã chế tạo được kiếm sắt mới. Hay là mình chế tạo lộn ta? Hình như redstone nó đứng bên đây lại. Trời ơi. Chế tạo redstone lộn bên. Ô, chainsaw này mọi người. Cây cưa à, nhìn nó kỳ vậy. Đây là cây cưa thực tế trong Minecraft này mọi người. Màu vàng luôn nha. Làm từ sắt luôn ấy. Rồi bây giờ mình sẽ xuống mình cưa tụi nó. Ôi. What? Thịt. May quá mọi người ơi, mình chưa chết. Ôi, các bạn nghe tiếng máy cưa không? Wow, kinh khủng vậy. Đây là máy cưa trong Minecraft mọi người ạ. Tiếp theo, món vũ khí mình chế tạo được là long sword mọi người ạ. Mình chế tạo từ kiếm sắt. Rồi sau đó mình để kiếm như vài que với lại sắt. Đây, hình như ngược lại. Đây, long sword cho mọi người, một cái kiếm dài. Ơi, kiếm sắt thực tế luôn. Nhìn này mọi người, chế tạo cái giáp đi, mình sợ mấy con scale á. Mình còn khá là nhiều sắt á mọi người. Rồi sau đó mình chế tạo một đôi giày. Ok, có hai món áo giáp sắt rồi. Mình đã tìm hiểu lại rồi mọi người, không có công thức nào cần pha lê tím cho nên là mình sẽ không đào pha lê tím nha. Mình cần thuốc súng hơn ấy. Bây giờ thì mình sẽ test cây long sword này. Uầy. Ê, vãi, mình đánh nó kẹt luôn, ghê thiệt. Cây kiếm này chủ yếu là bật lùi mọi người. Còn đánh bình thường á nó chảy máu như vậy nè. Cũng khá là mạnh á. Rồi nó chảy máu các bạn thấy không? Ok, có thuốc súng rồi nha. Bây giờ mình sẽ cắm đuốc chỗ này cho nó sáng một tí. Ui, có một con Reaper nó đang lên phía trên mình. Ê bậy nha. Cứ. Wow, may quá nó không nổ vỡ cái bàn wrapping của mình. Để mình cưa cái con này thử. Các bạn phải ấn liên tục nha, ấn liên tục cái cưa nó mới mạnh. Còn nếu mình ấn từ từ á, cái cưa nó hơi bị yếu luôn. Mình thấy cây long sword ổn ấy, nó đánh kiểu bị chảy máu ra ấy. Nhìn nó thực tế hơn. Rồi, lấy sắt ra luôn. Thêm Reaper kìa mọi người. Nó như kiểu bị trúng độc vậy mọi người. Wow, chết luôn, có thuốc súng nữa nè. Đợi, xịt máu chết luôn. Wow, kiếm này thực tế vậy. Ok, bây giờ là mình chế tạo một hạt sắt. Rồi sau đó mình bỏ một khoan, cái bàn wrapping nó bị hỏng rồi mọi người à. May quá, không bị hỏng nha. Đặt cái hạt sắt như vậy. Redstone với lại sắt như vậy. Thuốc súng. À không mọi người, nó như vậy nè. Nhưng mà hình như là mình thiếu một cục sắt thì phải. Ok, được rồi. Uầy, sniper mọi người. Ủa, tăng tốc độ chạy nè. Rồi ngắm như nào ta? Ê, không có ngắm mọi người. Bắn trực diện luôn. Uầy, mạnh vậy. Quen. Có hơi lố không ta? Ê, cái súng này hơi bị mạnh luôn. Lấy lại cái bàn wrapping. Rồi lấy lại cái bàn wrapping. Ủa đúng rồi, bàn wrapping. Hai cái đều là bàn wrapping mọi người. Mình được thêm sắt nha. Và mình sẽ không chế tạo giáp đâu. Mình để dành mình chế tạo đồ thực tế mọi người. Ok, bây giờ thì mình sẽ xuống mình mai thêm một tí sắt nữa mọi người ơi. Mai thêm kim cương cũng được. Đây nè, có sắt ở phía trong. Cầm cái súng lên mọi người ơi. Cái súng hơi bị mạnh luôn. Thôi, một viên chết một con ấy. Đù. Mình cứ tưởng là phải ngắm đúng không? Tại vì sniper mà. Nhưng mà không, cầm lên là nã một viên thôi, xạ thủ. Mình cần kim cương để làm cái bàn phù phép ấy mọi người. Mình chế tạo cái máy tính hacker. Rồi, nghe có vẻ hư cấu đúng không? Bàn phù phép mà chế tạo được máy tính hacker ấy chứ. Kim cương thì chắc là cũng dễ tìm thôi. Mình xuống hang sau này. Hai viên nha mọi người. Ê đúng rồi, hắc diện thạch nữa. Đấy, các bạn thấy mục tiêu cầm sẻn chưa? Phong. Hoài. Một viên chết luôn. Ê, kim cương. Một viên. Rồi sao có một viên vậy? Không tin, mình sẽ đào sâu xuống phía dưới. Ê, một viên thiệt mọi người. Dưới đây toàn là một viên không à. Đây rồi. Nó cầm cung, mình cầm súng. Game cân bằng. Đây là game cân bằng nha mọi người. Ê, một đống kim cương luôn. Đã thiệt. Rồi, thêm mấy viên nữa đây. Ui, đủ luôn rồi á mọi người. Vậy là được 5 viên nha. Đủ luôn. 3 viên làm cúp đào hắc diện thạch, 2 viên làm bàn
and Gen, đúng không? Đó, tuyệt vời, rất là sung sẻ luôn nha mọi người. Khi mình mạnh rồi, mình xuống phía dưới này mình chả sợ ai luôn ấy. Ở phía ngoài đang mưa mọi người ạ. Bây giờ thì mình sẽ lên phía trên, mình đi tìm mí mọi người ơi, mình làm sách hoặc là mình tới dân làng đi ha. Tới dân làng lỡ may mình gặp gọi là nhà thủ thư ấy, mình lấy sách ở trong đó luôn. Vậy là trên đồng bằng này không có dân làng rồi mọi người ơi. Cách xa 913 khối, quả trưởng thiệt. Bây giờ thì mình sẽ dùng chainsaw mình giết mấy con bọ. Lưỡi cưa. Ôi, nghe cái tiếng máy cưa đã thiệt, nhưng mà nó hơi ồn ha. Nguyên cái đồng bằng rộng lớn như vậy mà không có nhà dân làng mọi người. Nói chung là có cây súng mình chạy cũng khá là nhanh mọi người. Thôi bây giờ chịu khó mình chạy tới dân làng luôn nha. 900 khối, mong là sẽ không vượt biển, cứ chạy thẳng như vậy là tới luôn. Ok, đã tới được dân làng rồi. Ủa, khoan nha. Cái dân làng đồng bằng gần nhất là 832 và 400, tức là cách xa 913 khối. Mình mới đi có 300 lóc à, đã tới rồi. Ê, cái tọa độ máy ráp nó bịp thiệt luôn á mọi người. Đây là cái dân làng đồng bằng nha mọi người. Vãi, mình chạy đúng hướng luôn mà tới được một cái dân làng khác, không phải là cái dân làng trong cái tọa độ mình ghi. Mình chế tạo cái rương, sau đó mình bỏ đồ vô nha mọi người. Rất là nhiều đồ linh tinh luôn. Và mình sẽ nung cái chỗ sắt này lên. Ui khoan, cầm lộn cái súng bắn phát luôn. Hết hồn con heo. Trời ơi, tính ra mình bắn súng mà mấy con heo nó bình tĩnh thiệt luôn á. Ở đây có nhà sắt không ta? Nhìn sơ sơ là không thấy rồi đó. Đây nha mọi người, lúa mì mình có thể chế tạo được bánh mì đúng không? Đây, mình sẽ chế tạo bánh mì. Rồi, một đống bánh mì luôn. Đặt cái bàn wrapping thực tế này ra. Sau đó là chế tạo bít tết. À không, pizza. Trời ơi, cái miếng bánh pizza nè mọi người. Khi mình ăn vô thì nó sẽ cộng thêm gì? Poison gì đấy. Để mình ăn thử nha. Vãi, may mắn. May mắn sao nhìn giống cục phân vậy ta? Có nghĩa ăn vô là mình sẽ bị đau bụng ị hay sao đấy mọi người, phải thiệt chứ. Ăn vô mình có may mắn nha. Và bây giờ thì mình sẽ chế tạo một cái xô. Mình múc nước ở đây, lát nữa mình chế tạo cái toilet mọi người. Không hiểu tại sao tác giả lại cho cái toilet vô cái thực tế này luôn. Phải trưởng thiệt chứ, có phải là nhà sách không? Ui, nhà thợ rèn. Ở trong đây thì có táo với lại sắt này mọi người, có kiếm sắt luôn. Mình đang cần nhà sách mà. Thôi bây giờ mình giết bò nha. Trời, xạ thủ đứng gần bắn hụt hai phát. Tác giả bảo là khi mình cài Optify vô á thì mình sẽ ngắm được từ xa. Và đây là cách ngắm từ xa. Các bạn hiểu không? Ngắm có nghĩa là các bạn zoom ấy. Đấy. Nếu mà các bạn không cài Optify ấy, thì nó bình thường đúng không? Bắn bình thường như vậy. Còn nếu cài Optify chúng ta sẽ ngắm được như vậy. Đây, ngắm từ xa kiểu vậy nè mọi người. Đó. Ui, cái súng này bắn 3 phát anh Golem mới nứt tới nửa người. Bây giờ trong dân làng không có nhà sách thì mình tự chế tạo nha. Phía này có thêm vài cây nữa này. Phía kia nữa kìa. Ui, dọc cái hồ này cũng khá là nhiều mí ấy. Phía này là biển mọi người ạ. Mình không thấy cái gì ngoài kia luôn. Rồi mình sẽ đào một tí cát ở đây. Các bạn biết mình làm gì không? Mình làm cái toilet. Nghe có vẻ hơi kỳ đúng không? Tự nhiên làm toilet ở trong này. Không biết cái toilet nó được cái gì hay không nữa. Chắc là nó sẽ kết hợp với lại cái bánh này. Cái bánh taco này mọi người ạ. À. Khi mình ăn mà muốn ị thì mình sẽ ị trong cái toilet mình chế tạo ra. Bê tông thì mình cần sỏi với lại cát. Cho nên là mình đào cát nè mọi người. Còn về cái máy tính hacker á, thì mình nghĩ cái đó là cái hack game á mọi người ạ. À. Nó chế tạo khó như vậy mà đúng không? Đây, mình có rất là nhiều sắt rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chế tạo cái mũ với lại cái quần cho nó full bộ nha mọi người. Bộ giáp sắt đã có. Rồi mình sẽ chế tạo mí thành giấy. Rồi sau đó là chế tạo thành sách. Ủa sao nãy giờ mình có hai da bò vậy ta? Hình như mình bỏ vào rương. À đây nè, trời ơi hết hồn à. Ok, mình đã có sách. Và mình cần hắc diện thạch mọi người ạ. Mình còn dư sắt, bây giờ thì mình sẽ chế tạo một cái mũi khoan. Đấy, cái mũi khoan nha mọi người. Chế tạo theo cách này. Redstone với lại một hạt sắt đúng không ta? À hạt sắt ở đây. Ui đúng rồi, hạt sắt là cái mũi nhọn á mọi người. Đây, cái mũi khoan này có tác dụng gì ta? Ồ, khoan block nè mọi người. Cái này đào hắc diện thạch là hết chơi luôn. Ủa, khoan nha, hình như cái này chỉ khoan được đá hay sao ấy. Ê, cái khoan này nó hơi dởm nha mọi người. Hay là do mình không biết cách sử dụng ta? Hồi nãy nó bảo với mình là... hay là để khoan cây thôi. Ê, cái này khoan khoái hoạt mọi người à. Ghê vãi, trời. Cứ tưởng là để khoan
đá cái kiểu chứ. Nhìn này, nó khác gì cây cưa đâu. Ôi, tác giả sao để buổi khổ. Sao cái chuồng bò này như bò vậy? À, có lú cái bên, ở sao. Ui, nhưng mà cái này khoan được một lần một đống con vật như vậy nè. Nhưng mà nó hơi ác nha mọi người. Rồi, mình cứ tưởng là cái khoan này để khoan đất thôi. Nhưng mà không ngờ tác giả bắt mình khoan động vật ác vậy. Bây giờ mình sẽ đặt cái lò hun khói này ra, nung cái chỗ thịt này lên để ăn. Rồi làm mình mừng hụt, mình cứ tưởng là cái khoan này có thể khoan được khắc diện thạch ấy chứ. Sao mình chơi cái thế giới nào nó cũng mưa vậy mọi người? Không hiểu luôn. Nhắc là cái thế giới kiếm á nha, nó mưa hoài luôn á, cứ cách một ngày là nó mưa à. Thôi bây giờ mình ngủ nha. Cái gì? Bột bê tông màu trắng nha. Đấy, bột bê tông màu trắng mình đã có. Sắp chế tạo được cái toilet rồi mọi người. Không có mạnh đâu mọi người à, cái toilet này chế tạo chơi thôi. Đây, mình sẽ đặt bê tông ra. Hình như là 8 khối là đủ rồi. Ê, trời tối này, bây giờ mới có thể ngủ được nè mọi người. Hết mưa đi, bye bye mưa. Trời đã sáng rồi và bây giờ thì mình sẽ chế tạo cái toilet. Đây là cách chúng ta chế tạo toilet trong Minecraft. Ủa, à đúng rồi. Đây, toilet vãi thiệt. Mình sẽ đặt đây. Cái gì vậy? Khi mà mình kích thì nó sẽ bắn ra nước vãi. Mình cứ tưởng cái toilet là mình đặt ra xong mình ngồi lên các bạn nè. Nhưng không ngờ cái toilet bắn ra nước bẩn. Ok, để mình bắn vô con gà thử coi. Ui, ui, độc lắm mà. Trời ơi, toilet nước bẩn. Bắn vô là hít nước bẩn này là đi đời luôn. Sao mình nghe nó bự như vậy mọi người. Anh Golem gần chết này, test qua anh Golem nha. Cẩn thận cái dòng nước này mọi người. Đây là nước toilet ấy. Ôi, nhìn anh Golem tội vậy. Mong là anh Golem không chết. Hơi nhìn anh Golem te tu luôn. Anh ơi, cần dưỡng sức không? Nhưng mà không, sắt này là để dành mọi người. Đây, mình sẽ bắn vô con bò. Nhìn mấy con quỷ bò tội vãi. Nó bị nhiễm nước bẩn của toilet mọi người. Thôi, cái này dơ quá mọi người. Tác giả tiền bắt mình chế tạo mấy cái gì không ạ? Chúng ta đến với cái máy hacker nha mọi người. Rồi, đây là món cuối cùng ở trong thế giới thực tế này nha mọi người. Đi vòng vòng coi thử là có cổng hay không. Nhưng mà có thiệt mọi người à. Một cái cổng kế bên nhân làng luôn. Quá xịn, nhưng mà mình quên đem cái bàn đi rồi mọi người. Qua đây chủ yếu là lấy hắc nhìn thạch này. Mình còn chưa chế tạo cúp kim cương nữa. Mình sẽ đặt rắp thinh ra và chế tạo một cái cúp kim cương. Đây, còn dư 2 kim cương nha mọi người. Mở cái rương ra. Ủa, táo vàng. Hắc diện thạch trong này luôn. Có cả, ủa, hiệu xúc sắc bén luôn kìa mọi người. Cái xô vẫn còn đúng không? May quá. Chưa mắc cái xô mọi người. Rồi, bây giờ là mình đào thêm 3 cục hắc diện thạch nữa mọi người. Chịu khó đào lâu một tí. Về chế tạo máy tính hacker không biết là cái máy tính hacker này nó mạnh tới cỡ nào nữa. Ui, chắc là nó sẽ cho mình một đống đồ netherite. À, quên, netherite. Tự nhiên netherite à. Ok, vậy là mình đã có 4 hắc diện thạch để làm cái bàn phù phép nha mọi người. Mình thấy là cái súng ấy, nó khá là mạnh nếu mà mình bắn mấy con mớ bình thường. Còn bắn con rồng hay là video ấy thì nó cũng không mạnh lắm nha mọi người. Các bạn nhìn mình bắn anh Golem bao nhiêu phát. Đấy, 5 phát anh Golem mới nứt tới nửa người thôi. Cho nên là cây súng này đánh rồng thì không ổn đâu nha mọi người. Nhưng mà ngắm từ xa thì hết chê luôn. Thôi, đúng không? Các bạn thấy ông dân làng đứng kia không? Dân làng thì bắn một phát không chết đâu anh nha mọi người. Nhìn này, chờ ông đứng yên đã. Sao mấy ông này cứ đi vòng vòng biết mình ngắm à? Ui. Thủ tiêu dân làng, trời. Ông dân làng kiểu thằng nào mướn người ám sát vậy? Ui, vãi, mình cứ tưởng là máu tụi ổng trâu lắm chứ bộ. Ui, sorry. Vãi thiệt chứ, mình đi mình ám sát à. Mình không phải là sát thủ luôn nha mọi người. Rồi, mình chế tạo cái bàn phù phép. Sau đó là chúng ta bỏ cái bàn phù phép ở đây. Sắt xung quanh, 2 redstone và một cái gì chính giữa ta. À đúng rồi, một quyển sách chính giữa. Máy tính hacker. Ui, nhìn nè mọi người, toàn là số không à. Bị gì vậy? Các bạn nghe cái tiếng chu. Nghe đúng không? Và nhìn ông dân làng này. Tất cả các mob sẽ rơi Obelus. À, hiểu rồi mọi người à. Khi các bạn hack vô cái con như là con cừu này đúng không? Rồi các bạn đánh nó thì nó sẽ rơi đồ ngon cho các bạn. Đây, mình thử nha. Trời ơi, mình biết ngay là đây là cái đồ hack game à. Ui, táo vàng phù phép luôn à. Rồi, emerald, cái kiểu. Ui, ngay từ đầu mình chế tạo cái này là mình chế tạo hết mọi thứ luôn rồi mọi người.
chúng ta hãy hack game và đánh rồng. Mình sẽ hack vô con bóp khác đi. Con ong mình hack được không ta? Ê, khó bắn chúng nha, mấy con bay bay này là phải ngắm chuẩn. Ê, con này nó né hay vậy? Rồi, dính chưởng nha. Ui, nó rơi kim cương nè mọi người. Xịn không? Rồi, các bạn thích những cái món đồ hack game nào trong này nhất thì nhớ để lại comment ở phía dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi hack game và đánh con rồng. Bye bye mọi người.